Chiều 28 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt các bị cáo gồm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang Lê Huy Toàn và 4 bị cáo khác liên quan đến các sai phạm xảy ra tại dự án khu đô thị Hoàng Long P, Phước Long, TP, Nha Trang. Trong vụ án này, các bị cáo Vũ Thị Mai Hương, 51 tuổi, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân P, Phước Long, Võ Đức Cường, 41 tuổi, công chức địa chính, xây dựng, đô thị, môi trường P, Phước Long, bị cáo buộc vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Các bị cáo Lê Huy Toàn, 56 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, Võ Mỹ, 58 tuổi, chuyên viên phòng quản lý đô thị Nha Trang, Lương Như Giáp, 35 tuổi, chuyên viên phòng tài chính kế hoạch Nha Trang, bị cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tại phiên tòa, các bị cáo Hương, Cường, Toàn, Giáp đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, riêng bị cáo Mỹ cho rằng bản thân bị oan, vì bị cáo không gây ra thiệt hại. Tuy nhiên, hội đồng xét xử xét thấy các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ và tại phiên tòa, việc bị cáo Mỹ ký xác nhận mà không trực tiếp đi kiểm tra thực tế là trái quy định và nguyên tắc làm việc, do đó bị cáo cho rằng bị oan là không có cơ sở. Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội. Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây tâm lý hoang mang và mất lòng tin của quần chúng nhân dân, do vậy cần xử phạt nghiêm. Sau khi phạm tội, các bị cáo Hương, Cường, Toàn, Giáp đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thân nhân tốt, lần đầu phạm tội nên cần xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo. Đối với bị cáo Võ Mỹ, bị cáo chưa nhận thức được hành vi phạm tội của mình, chưa thấy được sai phạm, cần khắc phục sửa chữa, do đó không có căn cứ áp dụng tình tiết giảm nhẹ, ăn năn hối cải đối với bị cáo. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Lê Huy Toàn 9 tháng tù, Võ Mỹ 6 tháng tù, Lương Như Giáp 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, các bị cáo Vũ Thị Mai Hương, Võ Đức Cường mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù. Theo cáo trạng, trong quá trình tổ chức bồi thường hỗ trợ tái định cư BTSTTDC, khu đô thị Hoàng Long giai đoạn năm 2014 đến năm 2016, ba thành viên trong tổ giúp việc gồm Đỗ Thế Vinh, Nguyễn Ngọc Khánh và Huy Tôn Hạnh đã hợp thức hóa, làm giả hàng loạt hồ sơ, để đủ điều kiện về hình thức được họp xét duyệt. Võ Mỹ, Lương Như Giáp với tư cách thành viên tổ công tác đã không tham gia kiểm kê hiện trạng nhà đất thực tế của các hộ tại hiện trường nhưng vẫn ký xác nhận vào tất cả các biên bản kiểm kê hiện trạng do Vinh, Khánh lập khống và đưa cho ký, để đưa vào từng hồ sơ BTSTTDC cho đủ thủ tục dẫn đến sai lệch hồ sơ. Theo quy định, Ủy ban Nhân dân P. Phước Long phải phối hợp với hội đồng thực hiện một số nhiệm vụ, tuy nhiên, bà Vũ Thị Mai Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, là người chủ trì, chỉ đạo thực hiện và Võ Đức Cường là người chịu trách nhiệm chuyên môn về đất đai, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác BTSTTDC dự án trên lại không thẩm tra, xác minh nguồn gốc đất, kiểm kê hiện trạng, xác định khối lượng đền bù, giải tỏa, loại đất bị thu hồi thực tế, cũng như xác minh tình trạng thực tế sinh sống. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang Lê Huy Toàn làm Chủ tịch Hội đồng BTSTTDC đã chủ trì tất cả cuộc họp của Hội đồng để xét phê duyệt phương án BTSTTDC với sự tham gia không đúng thành phần. Cuộc họp Hội đồng sử dụng ngay thành phần là thành viên của tổ giúp việc để xét duyệt kết quả của chính tổ giúp việc này tham mưu, trình xét duyệt nên không phát hiện mâu thuẫn, bất hợp lý của các loại tài liệu có trong hồ sơ. Hành vi của các bị cáo làm thiệt hại gần 280 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang phải ra quyết định hủy bỏ 71/77 trường hợp có quyết định BTSTTDC để kiểm tra, xác minh lại từ đầu. Liên quan đến vụ án, hành vi của Đỗ Thế Vinh, Nguyễn Ngọc Khánh và Huy Tôn Hạnh đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giả mạo trong công tác. Giống như cái đường giờ giống như đây giờ đúng không? Đúng không? Chạy đâu mà xong rồi đường thủy quá đụng dữ vậy. Dán ba phi mà ngồi trên sùng ba lá nhìn tiếu quá ha mọi người. Ồ, cá nó tính phóng bay mà. Ồ, đã quá.
Wow. Em nữa. Đây, nãy giờ quên giới thiệu với mọi người là đây là phong cảnh xung quanh nhà Triệu Hồ TV. Đây. Có rất nhiều cảnh vật. Liện em cá ở đây luôn ba Phi ơi. Hai con vô mẹ nó nhảy ra. Có hai con nó nhảy ra được. Em ở đây cho mọi người thấy là cảnh đi bắt cá nó nhìn nó đẹp thế nào, lôi cuốn hấp phẫn, vẫn. Rồi, lưới tuốt ở đây luôn hả? Đây, mạo hiểm luôn, camera mạo hiểm chơi sát nước luôn. Người ta thăm không đẳng thăm kia đi tới luôn.